Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc à? Chắc, này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ nổ rồi, cho nên là em biết ai nổ. À, cái nổ đó. Mời bạn Nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Chào bạn, bạn tên là gì? Em xin giới thiệu là em là Trần Hữu Hùng, hôm nay là 31 tuổi. 31, làm nghề gì bạn? À, em làm quản lý một công ty bất động sản đó. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây, nguyên quán ở Quảng Nam. À, em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng, cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, học hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, hai chiều thì được ba mối. Hai chiều, còn một chiều? Dạ, một chiều thì chắc nhiều lắm đó. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ, cả hai luôn, chiều đi cũng vài cái, rồi chiều về cũng vài cái. À, bạn trai bên kia làm sao? Em thì hiện tại được hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? À, hai năm. Hai năm. Ủa, quê em ở đâu vậy? À, quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Tại nghe cái giọng lạ lạ. Là ở đâu bạn? Nam Đàn á. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn ạ. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ, cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40%, còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Rồi nếu như chúng ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? À, nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Nôn quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, thấy bên kia khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. À, mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ, ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ, từ từ chị. Dạ, em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng, quan trọng là hiểu thấy ok thì cứ. À, vậy là hiểu một tháng cũng được rồi. Phải không? Dạ. Em ơi, lấy nhau thì em muốn có mấy người con em. Dạ, tùy hứng. Trời ơi, cái tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình, chín chắn, cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình, con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc à? Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ nổ rồi, cho nên là em biết ai nổ. Cái nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? Đừng có ham chơi quá, bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ, về trễ về khuya bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới rồi mình có ăn nhậu hay đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi. Tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt lành gì ha. Mình bác sĩ chê. Tại đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không? Mình cứ phơi bày ra hết. Dạ, tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính. Nhìn cái gì cũng chê hết. Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ui cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn người kia thấy ông này ông già quá thôi không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt trai là dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi. Thế, gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt. Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ, anh Vinh nó nói cũng ít quá cho nên cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nó nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu nói đi. Nói gì cho em Vinh nó cảm nhận được coi. Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Nó hát bài hay là đọc thơ là gì đi. Em hát một bài nhé. Bài đúng hát rồi bài đó. Bài đi, vỗ tay. Sử dụng cái... Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, lan môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè.
bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? À, chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. À, em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn gái mình biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái đó là thích đi du lịch. Rồi về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Rồi gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao. Mày mốt rủ tập cô này đi với nha. Cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị Cát Tường. Qua liền. Tại qua là... liền, qua liền. Đó, qua coi liền. Tại em thích cái mã lúm đồng tiền của chị á. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Yeah. Mặt dễ thương quá ha. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Rồi chừng nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Chắc không? Chắc. Thôi đứng lên xem vòng vòm thứ, vòng giống thứ được. Trời ngon. Ngon. Tướng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứng nhận liền. Gì vậy? Khoe liền. Đi qua gì? Ngứa quá, thằng này ngứa quá. Cãi thử coi em, cãi thử coi. Ngứa quá đó. Sao mà cái vụ chứng nhận này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó hợp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chiếu chơi lâu ngứa gãi chơi mà. Ừ. Mai có một chiếc ngứa mượn cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như hói quá cho nên cạo luôn. Cho nó không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em nữa, ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói với Linh vậy đó. Hói bóng bóng gì anh hói đâu. Dạ hỏi chị, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi giá trưởng tí. Thôi bỏ rồi đẹp. Giá trưởng mà... là sao? Ví dụ. Hay sai vạch. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chị em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu rồi, em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ dạ, kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mai mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Được. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được. Mấy cái vụ hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm hả chị? 10 năm nữa. Giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Chào em. Anh này đẹp trai lắm. Bảo đảm em thấy là cái vụ hói cũng bỏ qua luôn. Tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói anh gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dại gái chứ. Em thích trai nào dại gái phải không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. À, cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy gọi là con trai, con rể lý tưởng của cô, tương lai cô thế nào ạ? Ngoại hình được. Mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. À, được rồi. Điểm cộng luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn, nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích. Nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Dạ. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần nhưng chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng, Nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn hôm nay đi với ai? Anh đi với một anh đồng nghiệp ạ. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét là cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng, nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt, họ chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh thế nào? Dạ, cũng đẹp trai.
tương tác cũng ok. Anh không biết tại sao cả. Đó, trước anh Huyền Linh chứ gãi gãi rồi. Nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm chia sẻ, phải thật lòng. Quan tâm chia sẻ với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích. Cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó, có cảm xúc với nhau rồi đó, mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi coi làm sao. Trao đổi thôi coi cái gì. 3 tháng, 6 tháng có mẹ tháng, rồi em ngồi đây nói luôn đi. Nếu có xác định rồi em khi nào em cưới được? Dạ em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ, mình một nửa được không, 3 tháng em được không? Em thì nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó thì là cưới thôi, chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2-3 năm, 1 tháng hay là 3-4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới. Kiểu vậy á. Nè, chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút hay là không bấm nút, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những chiếc vé xem phim. Mong rằng các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn. Và những lời nói ngày hôm nay chúng ta nhớ nha. Trước mặt người lớn, trước mặt bao nhiêu người. Chúc các bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt ở miệng thảo dược Relax. Anh thấy là chàng trai này hơi dễ thương đó. Dễ thương đó. Cố gắng giữ nha bạn nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Hai em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Bà 7 á. Rồi, sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Cát Tường và Huyền Linh đã thành công ở cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Rồi, chào anh. Ngồi đi anh. Chào Cát Tường. Chào bạn. Mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, mời chị ngồi. Chào Cát Tường, anh Huyền Linh và quý khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu sơ về lý lịch của mình? Mình tên là Tuyết Trang, hiện là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, bạn trai quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Sài Gòn chị. Công việc mình là gì? Em giao cho cầm công ty khí hóa lỏng. Anh bao nhiêu tuổi? Em 30 cộng thêm giáp nữa chị. 42 tuổi hả? Đúng rồi. Bây giờ anh có điểm mạnh, điểm yếu gì anh giới thiệu cho bạn gái bên này nghe với. Điểm mạnh cũng không có, mà điểm không có mà chị ơi. Chứ anh có cái gì? Em nhát lắm. Nhát hả? Dạ, rung nữa. Rung. Anh có thể kể sơ chút xíu về tình sử của mình không anh? Lý do tại sao 42 tuổi giờ vẫn ế? Không, em có gia đình rồi mà chia tay thôi. Có cháu nào chưa anh? Dạ chưa chị. Mình chia tay lâu chưa? Chia tay này 8 năm rồi. Tại sao 8 năm nay không có ai vậy anh? Không biết ai nghe sao, nghe tới tuổi em là nó chỏ chạy hết rồi chị ơi. Là tuổi gì, con gì? Dạ, chú Sơn Lâm á. Tuổi con cọp hả? Mối tình mà lập gia đình với anh, với bà xã anh á, kéo dài bao lâu anh? Dạ, 120 ngày. Ủa lý do tại sao lấy nhau mà chia tay sớm vậy? Tuổi người đó nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi lần anh. Rồi xảy ra mâu thuẫn thế nào mà mình chia tay? Nhà em cũng khó khăn quá, thành ra về ở thời gian thì cũng chung cũng biết, thành ra người ta không muốn ở nữa là muốn đi. Nhưng mà cái công việc của anh như vậy có đủ lo cho con cái, vợ con không? Thì em chung mà em cũng ít ngân xài lắm, nếu mà em cũng lo được. Dạ. Thế giờ anh ở với ai? Dạ hiện nay em đang ở với mẹ, với ba. Rồi nếu bây giờ mình lập gia đình thì mình ở với ai? Ở đâu? Dạ ở nhà em chị. Là ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi đi, bây giờ có mình em ở với ba mẹ, mấy người kia anh chị có gia đình hết, ở riêng rồi dạ, chị. Dạ. Bạn cảm nhận như thế nào về cái hoàn cảnh của anh nãy giờ anh đã kể? Thì nói chung lớn tuổi rồi thì cũng không sao, tại vì cái lứa tuổi này rồi mình kiếm một người mà chưa lập gia đình thì chắc là
cũng khó. Ủa em gái bên kia bao nhiêu tuổi rồi em? Bên đây đoán thử coi bên này bao nhiêu tuổi cho anh kia anh nghe giọng nãy giờ anh đoán thử coi. Đoán khoảng chừng 35 được không chị? Đâu dữ vậy? Bên kia nghe giọng khoảng 28-30 à. Mình nói chuyện một chút xíu nữa đi để bên kia họ tiếp tục họ đoán. Bây giờ mình giới thiệu về mình, chị có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi nãy giờ mới có một mối tình duy nhất thôi. Một mối tình? Đúng rồi. Và chia tay bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm. Và tại sao mình chia tay? Nói chung là địa lý cách trở, xa xôi. Giờ tình yêu chưa đủ lớn, người đó ở đâu mà xa? Hà Nội. Em gái muốn tìm cái mẫu người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cái người đó phải có đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Cái đó em có rồi, được anh em ơi. Đừng có gia trưởng, nói chung là mọi cái tiêu chuẩn của những người phụ nữ thường là không thích cái người đàn ông gia trưởng nè, keo kiệt nè. Giờ mình lấy chồng mình có đặt nặng về vấn đề kinh tế lắm không? Nói chung cả hai cùng làm thì mình không có sợ cái vấn đề đó. À, nếu như bây giờ kết hôn mình phải làm dâu thì bạn có ngại gì không? Không sao. Không sao hả? Nữ công gia chánh mình như thế nào? À, ok hết, nói chung là tất cả công việc nhà gì cũng làm được hết. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Thôi em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Trời ơi, sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Nãy 35, tại sao giờ đoán lên 37, lý do? Lý do nếu mà nhỏ quá thì không hợp với em. Tự vì em thích là người khoảng chừng 30 trở lên. Người lúc đó thì nãy sao đoán 32? Nãy đó là 35 rồi, giờ 2 tuổi là 37 tuổi. Phụ nữ cho dù lớn tuổi mình phải đoán nhỏ nhỏ xíu. À, đó là tâm lý anh ha. Anh tìm người mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Nói chung thì cái vẻ bề ngoài thì em bỏ qua, không qua đi. Em chỉ cần là thật thà, trung thủy, siêng năng là được rồi. Đơn giản vậy như thôi. Đó, bao lâu nữa thì anh có thể kết hôn được nếu như mà mình tìm được người vừa ý? 1 năm nữa chị. Ủa sao trễ vậy? Thời gian để làm gì trong 1 năm đó? Thời gian đó nếu chung thì cũng tìm hiểu rồi cho biết bên này với bên kia, anh em anh chị gia đình nào chị tới lui cho nó thân thiết, rồi lúc đó 1 năm cũng được rồi chị. Dạ. À, bạn thấy như thế nào về ý kiến của anh? Nói chung thời gian không quan trọng, thấy hiểu đạt cái đến mức mà có thể tới với nhau thì tới thôi. Anh có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Bạn hả? Rồi hỏi bạn chút xíu nào, anh chơi chung với ảnh bao lâu rồi? Cũng từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ vậy là hiểu lắm đúng không? Rành nhau lắm à. Tật xấu thì hầu như là bạn em có nhưng mà rất là ít, là chỉ có hút thuốc thôi. Dạ, bây giờ anh thấy cô bên này như thế nào ạ? Theo em thì em ghét rồi, nhưng mà quan trọng là bạn của em. À em ghét rồi, em ghét rồi dạ. Bạn em nô là do bạn em đúng không? Dạ. Em ghét rồi. À, mình có đi với ai không bạn? Có chị. Dạ, chào chị. Mình là chị ba của Tuyết Trang. Chị thấy cái anh bên bển thì sao ạ? Nói chung là ở tuổi này thì hai cái tuổi này thì nó cũng cân xứng với nhau. Dạ. Lớn tuổi rồi thì mỗi người nó có một cái công việc ổn định, đến với nhau là tốt. Nhưng mà cái đó là cũng còn ăn thua là cái duyên nợ nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai nói rồi, rồi chị của chị gái kia nói rồi, mình chào anh. Chào chị Tơ. Dạ. Anh thấy có duyên chưa? Không có rồi đó. Có rồi, có nợ chưa? Nợ thì từ mới có. Mượn qua mượn đi. Chút nữa mượn rồi em bây mượn. Bây giờ anh hát bài tỏ tình với chị được không? Dạ được. Rồi, anh hát bài đi em về em nói tốt cho anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cùi lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông. Em hát giả luôn không chị? Không được, chủ yếu là ý nghĩa đúng. Rất là có ý nghĩa. Cảm ơn chị quá khen nha. Dạ. Bây giờ mở màn lên để hai người có cảm nhận đầu tiên với nhau. Tôi cũng chưa xem mặt luôn, để xem cô gái bên kia thế nào. À, là Linh không coi mặt luôn không hả? Không coi luôn. Ồ, ghê nha, ghê. Đây. Nha. Có gì bác Linh đền nha. Hả? Trời. Nào, kéo màn lên. Để xem. Bên đàn trai... Khoan nhìn nha. Rồi, đoán đi. Chào cô gái. Chào anh Nguyễn Linh. Chào em. Dễ thương lắm. Hồi hộp không? Dạ, cũng hồi hộp. Bây giờ anh nói anh yêu em đi. I love you. Rồi quay qua nói liền nha. Nói lớn lên rồi bắt đầu mở mắt ra nha. 2, 3, nói. I love you. Anh yêu em. Anh hỏi anh đoán tuổi cổ đi, giờ anh nhìn rồi đó. Em đoán dở lắm chị ơi. Nhờ không giờ biết đoán đoán thì hỏi thật cổ đi. Đoán lần cuối đi rồi cổ nói cho anh nghe. Giờ anh hỏi luôn chứ không đoán nữa đâu. Em thấy anh tuổi giống khuôn mặt anh không? Có khác chạm là giống nha. Dạ thì cái tuổi của anh thì cũng đúng tuổi. Đâu có đâu, em thấy hơi già hơn chút quá. Dạ. Cảm ơn chị nha. Thôi em nói em bao nhiêu tuổi vậy? Em cũng bằng tuổi anh. Bằng luôn hả? Dạ.
Dạ, hai anh cọp luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà anh đi làm vậy là ngày chủ nhật vẫn đi làm luôn hay sao? Thì một tuần anh được nghỉ ngày, bữa nào cũng được, tháng nghỉ 4 ngày, tuần nghỉ ngày. Rồi anh sắp xếp thời gian sao mà hẹn hò? Thì hẹn hò, ví dụ mà khi nào có đi chơi thì anh xin phép nghỉ. Ví dụ mà hôm nay chủ nhật em có nghỉ không? Dạ có. Thì chủ nhật em có nghỉ thì mình đi chơi. Em thích đi xem phim hay cà phê gì không? Em thích xem phim, du lịch, nói chung là sở thích rất là nhiều. À, thích, thích đi chùa không? Đi chùa thì không có thích lắm, nhưng mà đi thì cũng được. Quen bạn gái mà đủ đi chùa. Chưa cầu nhiên, cầu cũng được không anh? Tức là nhưng mà người ta đi chơi trước đi, dạ, đi dạ. Chùa sao? Bây giờ anh cố gắng hết sức bình sinh của anh. Bao nhiêu năm nay anh nói một câu gì thật hay với chị? À, biết nói sao? Nói. Mới nhỏ quá em nghe. Anh có thích người đối diện không? Dạ cũng có thích. Thích nhiều không? Dạ nói những chung mà nói nhiều thì cũng không được, từ khoảng chừng 80% là được. Còn 20% là để thời gian. Tức là thích 80% mà đúng không? À, đúng rồi. Anh có sợ người kế bên không đồng ý với anh không? Dạ cũng sợ, cũng có. Cũng sợ, như vậy được rồi. Đó, ảnh đó là những cái gì hết sức là thật của ảnh đấy. Chị có gì muốn nói với ảnh nữa không? Nói chung á là em cần cái là khi mà tìm hiểu á thì anh phải chủ động. Chứ là em dứt khoát không có cái chuyện đó. Phái nam là phải chủ động, em có cái suy nghĩ như vậy. Được không anh? Dạ được anh. Hết thời gian, vậy đi. Quan trọng là do hai người quyết định. Đây nào. Chỉ mới là những cảm nhận đầu tiên. Anh để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ, lắng động và xem trái tim của chúng ta đã có nhịp đập nào nó khác bình thường chưa. Cho nhau một cơ hội. Đếm đi chị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chị bấm rồi, chị bấm rồi anh. Tôi cũng lo lắm. À, khi nãy thật sự anh chia sẻ là Linh có hỏi anh là anh có sợ khi chị không bấm không? Anh nói sợ lắm. Lúc đó thật sự là Mình lo lắm. Đây là những người mà tôi muốn rằng cái tin vui nó sẽ đến thật sớm. Bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Hãy cố gắng tìm hiểu thật sâu. Và hãy cố gắng đến với nhau thật sớm. Để chúng ta trao nhau những cái hạnh phúc. Mà có thể chúng ta đã mất mát một thời gian khá dài. Nhanh là 8 năm rồi. Chị là cũng nhiều năm rồi đúng không chị? À, mong rằng đây là chiếc vé xem phim. Nó sẽ tạo điều kiện cho anh chị đến gần nhau hơn. Nào, hãy nắm tay nhau. Cảm ơn Quỳnh Linh. Cảm ơn nhiều. Nắm tay nhau thật chặt nào. Chị nắm tay nhau đi ạ. Để tặng anh chị nước thịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai anh chị sẽ sớm góp gạo để thổi cơm chung. Đó là thật sự cái điều mà anh Quỳnh Linh và Cát Tường rất là mong muốn, cũng như tất cả mọi người làm chương trình. Anh ơi. Dạ. Anh thấy anh nhát quá nha. Anh phải mạnh dạn lên nha anh. Không nghe má cũng được. Trời ơi, ông này ông ghê lắm nè. Ông nói ông không nói mà ông làm là ông làm. Hả? Canh nãy giờ luôn hả? Đợi đến khúc này luôn. Hả? Đợi đến khúc này. Đợi khúc này hả? Hy vọng rằng hai người sẽ tiến tới xa nữa nha. Tôi lo cặp này lắm luôn á. Cảm ơn anh nha. Rồi, chúc hai người hạnh phúc. Rồi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, nhưng mà đánh đập á. Trời ơi. Đó, em cũng hơi sợ điều đó. Thì thương không? Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. À, bây giờ mình giới thiệu về mình xí nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, dạ chào con. Mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga. Con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Hanh Giàu, em đến từ Tiền Giang. Hôm nay em 23 tuổi. Rồi, ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ y chị. Cô giờ cô xách mấy con chó cũng không nhiều có lắm. Chút xíu phải lấy số điện thoại liền. À. Dạ. Nhà bị nhà bốn chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới.
Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao. Con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đản trí. Với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cứ như hòa đồng với mọi người, vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Dạ. Còn trẻ mà hơi nhát nhát. Dạ. Lớn xíu là nó quen hết có nhát à. Có mấy mối tình rồi? Dạ, một quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, gần hai năm ấy. Xong rồi con chia tay. Tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ, con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Bây giờ nhà trai cho biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á. Kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như mà đánh đập á. Trời cái ơi đó, em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông có thấy nó kỳ cục lắm luôn. Mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình thì... ngoài trừ cha mẹ đánh mình thôi. Thì em ví dụ như cái bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa bỏ đi được hoặc là mình giữ tay bạn nó lại hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ không có chị, cũng có giữ tay mà giữ tay cũng không thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành bạo loạn. Thấy thương như sao luôn thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô. Dạ. Bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái. Nhớ chưa? Dễ thương quá, để cho đánh vài cái chơi vui. Không có vui đâu đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phi á. Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần đừng có cao quá, tầm dưới 1m7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét rưỡi đi. Thấp nhiêu cũng được. Thấp nhiêu cũng được, dạ, miễn là dưới 1m7. Dạ. Cưng nhiêu cưng dễ ẹt. Dạ, luôn à, 3m7 thôi. Là 1m5 hả? Dạ. 1m5 được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng nó không? Nó cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi xinh xắn mà cao đó. Hơn nhưng mà để con bên guốc. Đừng lo giờ, nói bây chung giờ hai ông... đứa hợp với nhau đó. Ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh ta không? Dạ lâu lâu có. Chết mồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh ta là vẫn đau rồi. Nó vẫn bị đau rồi. Đau rồi, không có đánh. Sao vậy? Không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé Benny quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha. Con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ cho cái má được không anh? Ồ, nhẹ không má gì. Đánh đừng ra máu rồi được. Đánh đừng ra máu rồi được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời. Đánh đừng ra máu. Ủa, trước, ra máu là đi bệnh viện hôm luôn trước rồi đó trận, con. Trận trước đó đánh ra máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Trời nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực năng động. Lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, ừ. Con chỉ chăm chút bạn thêm thôi. Chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngâm thì tốt. Da không ngâm thì sao? Dạ da không ngâm cũng được nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, có gì đâu. Trời ơi, đi đâu con lo sợ con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương á. Ủa nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt. Cưng lắm. Cô suối con luôn đó. Quá bấm cưng bấm nút nữa. Đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ đi với bạn. Dạ chào mọi người, con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đánh hay sao á, thấy nó cũng
nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, tôi nghe em xót quá. Bạn nữ kia thì tính tình dạng trẻ con á, cũng khó hiểu. Vậy con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi, cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đến bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen á, thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữ trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời, đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ. Trời ơi, thương quá à, thiệt. Rồi, là gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Dân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chưa? Dạ không. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Có con hamster đó anh tặng nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn, sô cô la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy được vọng là đó. Bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh anh thấy em sao? À, thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Ờ, mình anh học cơ học ngành anh. Anh à, em xưng anh. Dạ. Em đang học cao học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi chị, mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà chị cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Cái kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn? Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít khi nào được rảnh mà đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò làm sao? Sau 8 giờ tối. Sau 8 giờ tối nữa hả? Ừ. Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Giàu đứng lên nắm tay bạn gái, rồi nói câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt hai tay. Hai tay đâu phải bắt tay đâu. Hai tay. Đâu rồi, có mắt họp nhìn đâu mắt mà. Đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap, anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn có nói là để hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wawi nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh, em chạy thật nhanh. Với anh kế bên tay và chai trong banh anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào rap lại đi. Em tên gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có bạn trai chưa để ta tính sao? Em sẽ hát một bọn đoạn của bài Ánh Nắng của anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm,
sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Dạ, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Yeah. Xin phép Rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi, Nga ơi, Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không? Ok. Cặp này có dễ thương không? Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bác các nha, đi xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gặp gỡ cặp đôi thứ nhì ngay lập tức, xem là cái yêu của cặp đó có giống cái yêu của cặp này hay không. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu ấy, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi, trời ơi nhà trai ơi. Bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười xuống xuống cười. Sao như vậy, còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Mời nhà gái giới thiệu rồi, đi mình. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Xin chào mặt nam kế bên. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang là nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Xin chào tất cả quý vị và bạn. Xin chào anh Quyền Linh. Và xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh. Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng, đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì đang ở Hà Nội, công việc là kiến trúc sư. Thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa. Dạ. Mua bán ô tô hả em? Dạ, dạ, ô tô. Thì ô tô đấy, mua bán xe, ô tô hơi, là... Xe hơi. Chào em. Dạ, chào chị. Sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về ô tô không? Ồ. Đây là con nghiện nha, chị giới thiệu cho em biết con nghiện ô tô đây ngồi kế bên em đó. Bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó. Dạ. Là bây giờ em ở ngoài Hà Nội hả? Dạ, em ở Hà Nội. Nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không, hay là chỉ có lòng vòng ở Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi, nếu mà công, nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn. Và có hay vô Sài Gòn không? Có, vô suốt. Ờ, vô suốt đi chứ. Bây giờ người ta là sống và lớn lên ở Sài Gòn đây nè. À vâng, thế không quan trọng ạ. Có thể ở luôn được mà. Ở luôn được đúng không? Đó, vậy cho yên tâm. Dạ. Để mạnh để yếu thế nào nói với bà mối nghe đi kìa. Cho nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích giao lưu bạn bè, gặp gỡ nhiều. Và thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm. Có những lúc mà tùy hứng đi, có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây. Hay quá nhỉ. Còn em có điểm yếu gì không?
Điểm yếu thì nghiện smartphone, tức là rảnh ra cái là không... là cầm smartphone lên. Tại chưa có ai thôi, nếu có thì chắc không nghiện đâu. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con á là con sống vui vẻ, hòa đồng, con biết nấu ăn, con khéo tay, con sống tình cảm. Khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không? Con ít nói, con sống hướng nội. Sống hướng nội, cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu. Ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn. Cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó, đúng không? Mình có ghiền không? Dạ không, con không có ghiền điện thoại. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi thấy một người đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhà trai ơi, bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười sung sướng cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi. Nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là... Lại thôi. Ừ. Rồi, mối tình tiếp theo? Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này, cũng chỉ được hơn một năm thôi, kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó lại cứ... thôi và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc là thôi. Như vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cái gu của em đó, cái gu của em thì là con gái thì phải trắng trẻo một chút, hiền lành và năng động một chút, tức là giao tiếp rồi các thứ. Thì em thì cũng hay đi nhiều, hoặc là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia, thì nhưng mà cũng giao tiếp khéo một chút là được. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào con, cô gái xinh đẹp ha. Trời ơi, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ. Hồi trước con đi học á thì lo tập trung học, rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ. Môi trường con gì? Dạ con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì con chỉ tiếp xúc với lại học trò nhỏ và phụ huynh thôi, và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ, nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ bạn nam. Bên đây anh này ảnh cũng lớn hơn con một số tuổi đó, con có ngại gì không? Dạ lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi thì cũng không sao. Thì con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi, làm ăn kinh doanh này kia rồi ha. Nói chung cũng không có lớn hơn, có một thôi, một con giáp thôi, không có gì hết. Em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình á, thì con thích một người cao khoảng 1m7. Dạ, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tính cách, con thích một người ấm áp, chung thủy, trung thực và đáng tin cậy. Có được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng được 70-80%. 70-80%. Rồi, hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với các cô và chú của con ạ. Mời đại diện gia đình nhà gái à. Thì hôm nay đi thì có đây là ba cô ruột của Tuyết Hương với lại là chú. Rồi, bây giờ cô cho ý kiến đi nào. Hương ơi, cô nhận thấy thì bạn trai bên đây thì cũng có khuôn mặt thì dễ nhìn, vui vẻ, mà có thấy là công việc thì ổn định. Thì cô thấy là hai đứa được đến đây thì xem như là một cái duyên. Nếu mà mình cho người cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thì nếu mà được thì các con có thể là hẹn hò với nhau. Nhưng mà cô, ở đây các cô cũng mong là khi mà đến với nhau thì hãy đến bằng thật cái tấm lòng của mình và hãy trân quý đối phương. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Hôm trước thì có hẹn bạn đi cùng nhưng mà có việc đột xuất, bởi vì em bay từ Hà Nội vô đây, thế nên ra là hôm nay bạn đột xuất không đi được, thế là em chỉ đi cùng mình. Rồi không sao. Có mọi người ủng hộ bạn ha. Dạ. Nào mở rào. Dạ chào anh, có món quà gửi anh. Dạ, anh chị. Cảm ơn. Tặng cái gì để mình mở ra cho. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Giới thiệu luôn đi. Bộ váy tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Đâu con, dạ. Con mở ra xem có đúng thử coi nào. Gọi là đúng cái sở thích và cái kiểu dáng mình thích hay không. Đó, con nhắm cái size này con mặc vừa không? Vừa đúng không? Dạ. Size này là size S. Dạ, cái bộ váy rất là đẹp. Anh cảm ơn anh. Mở quà của bạn gái đi. Hôm nay đến đây em có món quà nhỏ dành cho anh. Cái cà vạt. Sao hai người này có cái gì nó rất là Bluetooth với nhau nha. Đúng rồi. Bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó. Còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể. Eo thử luôn đi. Em có biết, con có biết gài cà vạt không? Lâu lắm rồi không thích. Không, chắc bé hỏi với Hương nè, con có biết không?
Dạ con chưa có học thác cà vạt. Thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh. Thì con cần cơ hội để lần khác con sẽ thác cho anh. Lâu lắm rồi không thách. Trời, nó hợp với cái quần quá. Cái màu nó hợp quá. Ồ, không nhớ chắc quên thắt rồi. Thắt sai rồi. Không sao đâu. Cứ cho nó ấy ở đấy, cho nó dấu nhấn em ơi. Không cần thiết phải đúng hay sai. Chỉ cần biết là nó hợp là được rồi. Kệ nó đi. Ngược. Rồi, đây, cứ để này cho chị. Cứ như này cho chị. Có còn hơn không? Bây giờ có thể hát giao lưu một bài. Đó. À, hôm nay đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tấm rèm buôn khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, gọi em người xinh đẹp ơi, hay cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sáng hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng, lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Ngay chỗ đó là để nhắc ngay, ngay chỗ đó là đúng luôn á. Chàng trai đáp lại đi. Thế thôi, xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát, một đoạn thôi. Một đoạn okay. Của bài Sông Đắk Đông Mùa Xuân Về. Đó. Giao lưu ánh mắt được kia coi. Chim cơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk Đông. Bờ làng khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nương, một nguồn nương cách mạng, một nguồn nương Bác Hồ. Ê, hey! Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Đông ơi, Tây Nguyên ơi. Cái cặp này á, hình như là không ai dám nhìn ai. Mà nay để hát người chào cờ. Rồi thôi về vị trí đi nào. Mình cảm nhận về nhau. Rồi ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm, đi xa, nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không, nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng phiền phức. Cái thời gian đi làm em làm luôn cả cuối tuần. Cái thời gian mà em nghỉ thì mọi người thì đi làm, còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm. Cho nên là cái múi giờ của em nó cũng không có giống mọi người. Nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi. Tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi, còn các ngày khác là đa số là bận rồi. Dạ em đều đi làm về trễ ạ. Tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân như là thế nào? Hai bạn nói cho nhau nghe đi. Còn ví dụ như là cuộc sống, nếu mà em muốn gia đình, tức là người chồng sau này thì theo em thì như nào là phù hợp cho em nhất? Em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, lắng nghe, có trách nhiệm. Dạ. Em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc. Vì em sống thiên về tình cảm á, nên là cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình. Bây giờ em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái. Rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi. Tùy em muốn nói gì nói. Nói chung là gặp nhau là cái duyên. Còn mình có thể là hẹn hò tìm hiểu thêm. Còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn. Hết thời gian. Giờ mình bấm nút nha. Chúng ta để tay vào nút bấm. Bấm hay không là quyền của các bạn.
bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, hãy hướng về phía trước, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Có thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đó. Hãy nắm tay nhau. Đó, được rồi. Cũng hợp lý đó hả? Hợp lý chứ. Tôi xin phép em luôn đi. Đặt nụ hôn đầu tiên. Yeah. Ôi dồi ôi, áp lực quá, áp lực quá cơ. Em gái, sao con xúc động vậy? Nói cái cảm xúc mình lúc này coi. Cô với kia cũng khóc luôn rồi. Con sống thiếu tình thương từ nhỏ. Là hôm nay con đi với các cô với chú, con đi với các cô và chú con. Thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy cảm động. Con người sống thấy, con thấy anh là một bờ vai vững chắc không? Một sự ấm áp không? Con có cảm nhận điều đó không? Dạ, tay ấm. Cảm nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào mấy cô đi. Đó. Ông cũng nhát khích rồi chứ không? Vậy trước khi chia tay nhau mình còn có những cái ấn tượng để mình còn gặp lại nhau vào mỗi... Vào mỗi tối Chủ nhật và thứ hai hàng tuần. Đúng rồi. 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Đó là giờ quen thuộc, quý vị nhớ gặp chúng tôi nhé. Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chương trình rất cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA đã đồng hành cùng với chương trình Thép Xây Dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Quen hoặc thích một bạn nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi, quá xa. Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa. Dạ. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê, bạn sống rồi là em cũng về. Về quê sống rồi thôi, mình không về được nữa luôn. Dạ. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn là hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ, chia tay cách đây có tới 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn á hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu có một hai mối tình. Nhưng mà cũng không có thành. Tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.